Dạ, A Di Đà Phật thì các nhà tương thời trong phần lễ hội con liên hay chính thiết tâm thân tu thiết đàn duyên long chu tượng mã hình nhân tích tướng hiền hình cốt lốt đẹp phát tấu biểu quan đan điệp thỉnh Phật tuyên kinh cung minh thỉnh Phật tam tứ phủ. Nay giờ hoàng đạo đã đến, chí nguyện tâm thành đệ tử con xin túc cân y khăn điều áo thắm để ăn mày lộc của Phật tiền tiên thánh cho ăn mày lộc của quan thầy họ Hoàng. Nam mô nhang cung giảng bồ tát ma tát nam mô nhang cung
giảng Bồ Tát Bà Tát Sa Loan Thanh Gia văn vũ chất chiêu quần quần thân văn võ trần chiều anh linh sắc sáng đi bản tin ngày giúp cho có lệnh chiến gia thanh ngài có lệnh chiến gia nào nào thoải bộ cùng là chư dinh
diệu quang minh chứng từ trung ngã đích tăng cung giang kim phụng hoàng thân cần thánh chúa tiên trung vương dành kế cho đôi chữ trang xinh đôi chữ trường sinh về cho đôi chữ trường sinh kháng ninh phu quý lộc tài để đa bốn mùa vận hàn tai qua người dân gian có lá sơ hồng ngực để trước công đồng Phật Văn Thánh chứng minh đệ tử có sớ lên trình nghề văn văn sơ dâng lên kim ngân sơ được dâng lên ngày về tấu đôi chép tên dành kế cho đôi chữ trường sinh trường sinh kháng ninh phu quý lộc đồng tài để đa bốn mùa vận hoàn tai qua xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông đi mùa xuân tu lộc đi thu đông cầu tài mùa hè tung bách chữ tài như gấm như hoa bay tới thiên đình trình đức vua cha đệ tử có sớ tâu trình tây có dư ba ngàn tây có dư chỉ trăm đạo phù phật tổ truyền ban ông vì cứu vớt dương gian đi dòng nhan hai cuống thâm cờ diệu thánh ông chứng đàn duyên áng tích tăng cũng giản kim hùng hoàng lân gần thánh chúa tiên trừng vương cao lắng tận gia ấm từ bi vận chúng sinh phô ngã kim đỉnh lệ khan quang phật chiếu tin chung
trên công công đồng khói nhang nghe nghi ngút ngút dưới sân dòng nghề đạn chuốc chèn thiên nhất sư nhị an tam thiên đức ông ngày giáng thế muôn dân dân thầy án cát cát khai khai kỳ thi khóa hội thánh tiệc quan lớn đệ nhị tiền quan thanh tra hộ quan giám sát ha. Các thanh đồng đạo quan muôn dân bách gia chăm họ có không chi việc thi mà chỉnh cha con anh em ta dám lên ha. Tỉnh Đức Thánh Nông trần triều khiếp bạc lên từ các nhật cư thời hồng thân hóa hộ này kết đồng tiền và bắt buồn lên đây bán điện phúc nhân binh từ con chí kết thắng thầy hồng thân con hiện cùng trở thành phù kích lễ nghi phù trời bắt nước trên thỉnh Phật tuyên kinh với công ninh hội đồng tam tứ phủ cờ từ trang thống cho các con nhang để làm trong bản điện lên từ con thắng ở Đức Thánh Nông khiếp bạc lên từ không giáng phúc lưu ân giáng đàn giáng phủ phóng chất khi tờ giấy cánh sớ tờ hưởng đánh trạng và hoa trạng mũ một cân đồng thầy để họ trần con cờ vì đại tấu cho các gia các chủ chúng con để xin đồng thế chỗ hải sư trường cả sở cạnh một cân đồng đền họ trần con cờ vì đại tấu cho các gia các chủ con tấu là đức thánh nhân và các môn tình thường cho già để mẹ con trẻ biển nam phúc đến tổng qua hoàn nhiệt nằm thành một tấu lại đức thánh nhân à. Ban khen ban thưởng, ban thầy họ Hoàng kêu thấu tống nổi, ban khen ban thưởng ha. Truyền pháp sư nhỉ, khải tấu văn trạng anh em ta ha. Phổ ký đông ca khải thánh nam nhạc giang thần hoàng an dân thế thế chi công uy sát quỷ chư ta. Chí diệu bạch đằng dịch ký thanh sử lưu danh viên lưu vì Việt Nam quốc ký Quảng Ninh tỉnh thị xã Quảng Yên phố Quang Trung gia số 25 khu 3 y vu bản điện phúc nhân linh tử thượng phụng Phật thánh nghiên cung đồng thiên tiên ni đê tất niên cầu an giải hạn tập phúc ninh tường cờ gia nội bình an nhân khang Phật tịnh sử trung thần đệ tử thanh đồng mộc âm trần vũ tiến dẫn đi trình các đệ tử vũ đình tùng thê trần thị nguyệt hợp đồng gia dương môn quyên ni đặng ngần quang khải thế nê thị huyền hợp đồng gia dương môn quyến đẳng đào ủy văn bội thế nê thị hương hợp đồng gia dương môn quyến đẳng trần văn sĩ thế đặng thị nai hợp đồng gia dương môn quyến ni đẳng ủy nguyễn ni khắc ni giáp thế vũ thị nghĩa hợp đồng gia dương môn quyến đẳng nguyễn ni quang ni tuyến thế vũ thị thúy hợp đồng gia dương môn quyến đẳng Bùi Duy Hưng Thế Ngô Thị Huyền hợp đồng gia Dương Môn Quyên Đẳng Dương Nghi Văn hợp Thế Bùi Thị Hiên hợp đồng gia Dương Môn Quyên Đẳng Tước Nhật Ngưỡng Cam Ngọc Vệ Phủ Giám Phi Thành Ngôn Niệm Thần Đẳng Sinh Cư Trần Thế Hạnh Nghi Đòi Thánh Đi Môn Tuy Sinh Thành Tố Bẩm Ư Y Thiên Hiền Nhiên Bảo Hữu Toàn Bằng Ư Thanh Lực Câu Phi Khâu đảo hạt đắc an ninh do thị kim nguyệt cát nhật tu thiết hương hoa kim ngân lễ vật tĩnh cúng phu trần cụ hữu sớ văn hiền thân thượng tấu cung thủy trần thì triều hiển thánh nhân vũ hưng đạo đại vương ngọc vệ hạ trần triều khải thánh nghi vương phụ vương mẫu nhị vị đường tông điện hà trần triều chư vị đức ông vương tử vương nữ vương tê vương tôn gia phong đại vương thánh tiền công đồng tải vũ văn vũ mộ hà đinh quang vị tiền cung vọng
Hồng từ động thùy chiếu giám cục nguyện đại vương dương dương tại thượng trạc trạc quyết ninh. Hộ quốc cứu dân trừ ta bổ chính, tẩy thân đẳng nghi phúc lai tài tông tứ thời vô hạn ách chi sâm. Các tập hung tiêu bát tuyết hưởng trinh đường chi khanh gia môn được hưng vượng. Tài độc tăng nghi nông nhất thiết sở cầu vạn ban xưng y đãn thần tình vô nhậm khích thiết tình danh. Chỉ chi cẩn sớ thiên vận ất mùi niên thập nhất nguyệt dị thập nhất nhật thời. Các lễ chủ khâu đầu thành tâm thượng sới ngàn. Bàn khen bàn thưởng pháp sư tờ giấy cánh sớ tờ vườn thẻ nhang thẳng thoi tròn vành rõ nét bàn khen bàn thưởng đó. Nhất nhật vạn cơ long vân khánh hội nhỉ, thánh ông anh dáng đèn dáng phủ dáng tòa lô nhang dáng đầu đồng họ Trần ta niên này ha. Vương lời vàng tiếng ngọc ban khen thủ nhang đồng đèn đầu xanh tuổi trẻ nhất một lòng tòng một đạo đêm đăm canh ngày tám tiếng sáng thành hòa chiều lọc nước khêu tản gặp bụi cửa đình thần tam tướng phủ cửa cha con anh em ta đây nhỉ, cho phúc lộc đẻ đà ha. Sau chứng tâm đồng trưởng ghế anh đầu xanh tuổi trẻ nhất một lòng tòng một đạo khăn điều áo thắm bắc ghế vương ông anh ngồi bắc ngồi thánh ông anh ngự nhỉ, ta thượng đồng ban dấu tay ấn tay quyết trừ tà sát quỷ ha. Sau chứng tâm nhảy tay quỳnh tay quế tay loan tay phượng văn đàn tiếng hát cầm ca cửa phật điển tiên thánh nhỉ, chứng tâm quan thầy hoàng chân chất cuối quỷ đại vị đại tấu ha, chứng tâm các thanh đồng thủ đèn ha, chứng tâm các thanh đồng thủ điện ha, chứng tâm các thanh đồng đạo quang hai hàng bốn phủ lính ghế gần xa bách gia trăm họ dân thôn bản hạc trong thôn ngoài phố giả nào tin mão có mặt niên nay nhỉ, mưa không quản nắng không nề bái yết cửa đình thần tam tứ phủ bái yết cửa cha con ta đây nhỉ, tiếp thêm quả phúc cho các gia lễ tín chủ ha. Để hồi ra an nghiệp nhà lào lộc đấy tìm ra kiếm thấy nở cành xanh ngọt được phúc đến tội qua phúc lai tai tống già được mạnh khỏe trẻ được bình an. Có uốn các tiểu công danh đỗ đạt bút niên anh phê chuẩn thương mại hanh thông nhỉ, bát tiết hương long vũ thuận phong điều nhỉ, thánh ông anh biến hung thành cát cải họa vi tường gia hộ độ trì ha. Hậu tấu thiên đình thoải phủ vương mẫu cha con anh em ta điều binh khiển tướng coi trong giữ ngoài đàn duyên được chu viên nghi tán ha. Anh cho phúc đến tội qua phúc lai tài tống ngoan nghiệp được băng khanh hả quát. Sơn Loan thanh thanh gia hồi nghe đời nhà chân mở mang nam hải đức đức đệ tam miền dòng dòng dõi kiếm triều thanh gia hoa hải đường nghề tiên vương cô đệ nhất tức mạc thường là đấng chậm chậm oai thành gia hồi công tên gọi đại hoàng tiên cô đôi tên gọi đại hoàng
mày cô đôi loan ra đi bản tên ở trên đây thanh gia hồi cung cửa suốt ta mà sông sông ra đến cửa suốt ta mà chiếc hoài cô bé có tòa nghi sơn cha nghe loan ra hồi cung lập ở hướng đông nghi cậu bé trần chiều lập ở hướng đông nghi đền hòa cậu bé cửa ông đi về thanh gia hồi cung chúa mừng nghe dân văn đi tam vị chúa mừng hình chúa đệ nhất đi tây hiền về lần ra chúa nguyện hồ dân văn đi tin chúa ngự xin nguyện hồ cao sơn bạch bạch đi chúa là người thân đi bằng bằng ý sang ý nhật nhật ý nguyện nguyện quang minh nguyện nguyện ngộ đề chúa giáng sinh sinh ý một cánh có ai đi tỉnh bắc nam thành về đường yên thế lượn quanh núi đồi về đề chúa nguyện nguyện xôi ý về đền chúa nguyệt xa xôi sơn lâm tịch tĩnh mình là nơi hữu tình chúa mừng yên như thế giáng sinh con không cùng sự sớm mà khuya kính thời đền điện điện hồ đã có từ bao giờ nguyện nguyện nào hồ thăng tinh tinh ngôi đền thờ rất rất thiêng cầu đôi bên chầu vào
ngôi cao dầu dầu nét mặt cây gậy son chúa rừng phía sau xem bói lá trầu với lại quả cầu nghi xanh ngang sống âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy thủy cốc tiên sinh một đời làm phục cứu dân tiền sinh truyền phép đặt tên chú Nguyệt Huyền Hồ ý. Sơn trang chứng tâm lễ vật chứng tâm lòng thành ý à. Sống sắc sỡ tươi dương già lên diệt nam là lắm quà yêu ý ai ai nắng ai sóng nắng ai sáng to bên trời một bầu son sắc tóc tươi dương già lên lên trên
Chúa vui về hội múa là vì đây đây múa ca trên sân trang tôi linh nghiêng hay hoa chúa dạo chơi khắp nơi chim hoài níu nơ nhạc rừng hát khúc ca mùa xuân. Kìa một vầng trăng sáng sớm âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được đây thì cốc tiên sinh một đời làm phúc cứu dân đi. Về tới kinh đô.
khuyên hồ dân hay. Xem cửa nhà ra sự mà nằm nay, mồ mà đặt cắt xin chú bà chỉ cho nhân duyên, chồng vợ cắt gió. Trong vợ căn ngăn gió hợp tàn tác đi hợp chúa chỉ cho gió sang tiền hậu vận đi mọi điều ngay giờ chúa phán truyền việc gì cũng không sai. Dừng lùng bánh bánh bông mùa dập bong bong cánh sen hồng hồng con hoa độc hơi xương hay đâu sự lạ thường ý. Đối bên ra vào chúa ngôi cao dầu dầu nếp mặt mặt chiếc gầy son nghe chúa rừng đang sau đi. Trần trần bàn bát thương phàm trần bát kẻ ốm nhớ xưa thái tổ tiến lên. Sớm âm thầm mồ côi cha mẹ gặp được thầy thì công tiên sinh một đời làm phúc chúa cứu dân đi.
quạt trầm phê phẩy, thực ngờ tiên giang trần tốt tươi, mọi về thanh tân mê. My
mái tóc rườm rà dễ đôi cạnh phường mà nét cong 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 quân quân lượn đường tơ xinh xinh để yêu thân thờ sau lưng đèo người mèo đã đi về.
trời vàng tiếng khen môi. Áo khăn phiêu hoa đào bông, hoa mai vàng đủ cười khoe sắc. Dốc trên cái sườn núi sau lưng đèo, người mường đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gieo lúa mạch ngô khoai sắt đậu giúp cho dân chăm chăm họ ăn vui non tiền cảnh vật vẫn xa vời. Xa vời có bà chưa thoát nghi vốn dòng dòng sơn cha chứ nhân nghĩ đôi đường bèn cả chỉ vì đời một dạ đinh vì đời đem lại tuổi xanh cho súc súc chát chát gừng gừng cay. Khế chua súc súc ngơ chát gừng cay bí ngô mượt đằng đằng lội nhập nhô ai lên suối hà thác bờ ý. Trần nhất nhất tâm hậu chúa khang đinh đời đời ngày hôm nay chúa ra ngự thật tuyệt vời dân dân văn văn chúa thác mấy lời chúa thương nghe ý. Thank you.
nương dắt gần tràn xinh, vẻ mặt già tươi ngồi son như đóa hoa cười. Linh sự mắt người thu ba, tóc dương già sẽ đôi đi cánh phượng, nét cong cong lượn là đường thơ xinh xinh để tiêu thân thời. So long.